phê vậy nè. Bữa nay đi cà phê với em đó ha. Cà phê xong rồi cái đầu mình về mình đưa áo vô, gấp cái cánh bẩn vô. Chăn chơi dòm chất nước là hiểu xe anh em nha. Rõ theo xe à. Bánh chưa mở, bô chưa mở. Để chống gì quay cho anh em coi ngồi về cả máu chứ. Lấy đi cà phê này đậu quá trời đậu rồi. Lỗi nha, lỗi đậu luôn nè. À. Cái đó nó không ăn thua đâu nè. Nhồi nhồi xe cũ mà. Hơi gà pháo được chơi với anh em nọ ha. Đây là tám. Đậu chiến xét sên luôn rồi. Bô lỗi luôn rồi. Đậu với cái bô nó xe này nó vậy nè. Anh em đậu lâu bô nó bị xì chứ. Nó thấy nó chưa mở cái mình cũng không mở. Để vậy luôn. Bóp quay của cô Su này ông nào cũng nói thay nè. Vinh nha anh em. 208 thì nó ngang vậy nè. Còn 206 á, chỉ có mở 206 mới đúng rồi. Vút xuống. Đưa đi cô bác đi. Đẹp. Vừa đi không? Thôi lắm anh em ơi. Mấy con này anh em mua về đăng ký đăng kiểm đồ anh em. Sau này anh em khỏi sợ mấy cái khí thải như môi trường đâu anh em ha. Khỏi có mà lo mà mùng 1/1/2025 giám định khí thải gì ở đây khỏi cần phải lo đó, nó đạt hết trơn rồi. Đậu cái bụi nè anh em. Rồi ngồi dậy gá máu vô nè, máu là vô clip tiếp. Quá trời đẹp. Ông ăn cà phê chung ông nói lóc bóng lè. Rồi ngồi chạy về vô áo lại cho anh em xem nha.